Dạ, mình chào bà con và các bạn đã xem kênh Liêu Nguyễn nha. Hôm nay giao lưu phôi hoa với Mỹ nha bà con. Những cái phôi đẹp như vậy nè mà bà con mình có giao lưu 5 cây thì sẽ được tặng một cây nha. Thì hôm nay mình giao lưu với nhà vườn rất là quen thuộc luôn, nhà vườn Vinh Trần nha bà con. Mà bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu ạ. Rồi, chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Em vào luôn mã số 1, 150.000 bao phí ship. Cây đầu lai luôn, cô chú anh chị mở hàng nhanh lẹ giúp em nha. Cây này hoành 20. Tổng cao cây này em đo được là 65 và đế cây này cao là 56. 150.000 nha cô chú anh chị, mã số 1. Rồi, tiếp theo là mã số 2, một cây dáng bay. Cây dáng bay gửi co lắc 150.000 nữa nha cô chú anh chị, mã số 2 150.000. Hoành 21. Tổng cây em đo được là 65. Đế cây này cao 50, 150.000 cho mã số 2. Rồi, xuống cây số 2 lên, tiếp theo là mã số 3. Rồi, mã số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 180.000, 180.000 cho mã số 3. Để gửi gửi ra nha em. Cây này hoành 21. Tổng cao 60. Và đế cây này sổ nó 43, 180.000 mã số 3. Rồi, lên tiếp theo là mã số 4. Số 4 xin giao lưu là 180.000 nè, số 4 180. Hoành cây em đo là 23. Tổng cây em đo được là 63. Đế cây này sổ 43. Rất là ok nha chú anh chị, 180.000. Rồi, lên tiếp theo là mã số 5. Số 5 này em xin giao lưu cũng là 180.000, số 5 180.000. Hoành 21. Tổng cao là 56. Đế cây này sổ 44, 180.000 cho mã số 5. Tiếp theo trời trời, tiếp theo là mã số 6. Nặng rồi, cái mã số 6 này em xin giao lưu của chính chị làm với mức giá là 350.000. Hoành 28. Tổng cao cái này là 86 và đế cái này số là 66, 350 nha cô chú anh chị. Cây rất là ok, rất là to, mã số 6. Rồi, xuống mã số 6 lần, tiếp theo là mã số 7. Số 7 form co lắc bây giờ rất ok, cây này em giao luôn 200. 200 cho mã số 7. Hoành là 22. Tổng cao là 90. Đế cây này cao 47. Mã số 7 200.000. Rồi, xuống cái mã số 7 lên, tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 160.000. Bình 23. Tổng cây là 56. Và đế cây này cao 43. 180.000 nha quý anh chị. Ủa xin lỗi, 160.000. Mã số 8. Mã số 8. Tiếp theo là mã số 9. Số 9 150.000. Hoành 21. Tổng cây là 66. Đế sổ là 43. Rồi mã số 9 150.000. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 này em xin giao lưu của chính chị với mức giá là 200.000. Số 10 rất là to nha cô chính chị. Hoành 31. Tổng cao là 67. Đế cây này cao được là 47. 200.000. Rồi, xuống mã số 10 lên, tiếp theo mã 11. Mã 11 một cái form cao. Ở đế rất là ok luôn. Rồi, cái mã 11 này em xin giao lưu của chính chị với mức giá là 300.000. Hoành 30. Tổng cao là 72. Đế cái này cao 40, 300.000 cho mã 11. Rồi, xuống cái mã 11 lên, tiếp theo là mã 12 ạ. 12 150.000. Hoành 29. Tổng cao là 54. Đế cái này cao 37, mã 12 150. Rồi, em lên tiếp theo là mã 13. 13 em xin giao lưu cho cô chú anh chị với mức giá là 200.000. 13 200.000. Hoành em đo là 22. Tổng cây là 70. Đế cây này sổ là 47. Mã 13 200.000 nha cô chú anh chị.
Lên tiếp theo là mã 14. 14 160.000. Vành 23. Tổng cây là 67. Đế cây này số 42. Mã 14 160.000. Tiếp theo là mã 15. 15 này em xin giao lưu là 170.000. Vành 24. Cao 55. Đế sổ là 45, 170.000 cho mã 15 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã 16, thì cô chú anh chị mua bên em là được bảo hành 30 ngày không nên mầm đổi cây khác. Với lại cô chú anh chị mua 5 cây em sẽ tặng thêm 1 cây. Hoành 24. Tổng cây này cao là 66. Đế khẩu 40, cây mã 16 nha cô chú anh chị, 150.000. Rồi, em xuống cây mã 16 lên tiếp theo mã 17. Trong clip lỡ mà em có quay nhanh đó cô chú anh chị, cứ nhắn tin qua Zalo cho nhà vườn em sẽ chụp hình gửi lại nha. Cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Cây này hoành em đo là 20. Tổng cây là 64. Và đế sổ là 43. Rồi, mã 17 em xin Zalo là 150.000. Tiếp theo là mã 18, 18 một cây bonsai đế quái. Cây này bán 180.000 nha cô chú anh chị, em bán 180.000. Vành 21. Tổng chiều cao là 61. Đế cây này cao 40, mã 18 180.000. Rồi, xuống cây mã 18 lên tiếp theo là mã 19 nè. Em bỏ mấy cây bên kia qua giùm anh đi. Anh xem xuống nha. Rồi mã 19 em xin giao lưu là 160.000 nha quý anh chị, mã 19 160.000. Hoành 24. Tổng cây là 66. Đế sổ 44. Cây này là mã 19 160.000. Rồi em xuống cái mã 19 lên tiếp theo là mã 20 ạ. Cây mã 20 này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị là 150.000 ạ. 20 150.000. Hoành em đo được là 19. Tổng cây em đo được là 65. Đế cây này cao 40. Cây mã 20 nha cô chú anh chị, 150.000. Rồi xuống mã 20 lên tiếp theo mã 21 ạ. 21 180.000. Hoành cây 22. Tổng cây là 60. Đế sổ 38. Mã 21 180 nha cô chú anh chị, 180.000 cho mã 21. Lên tiếp theo mã 22 một cây đổ nha cô chú anh chị, 250.000 cho mã 22 này nha, đổ rất là ok luôn. Hai trăm năm mươi ngàn. Hoành 23, tổng cao 70, đế cây này sổ là 51, 22 250.000 ạ. Rồi xuống cái mã 22 lên tiếp theo mã 23. 23 này em xin giao lưu của chính trị mình với mức giá là 180.000. 23 180. Hoành em đo là 21. Tổng cây em đo được là 68. Đế này số 24, mã 23 nha quý anh chị, 180. Rồi em xuống cái mã 23 lên tiếp theo mã 24 ạ. Rồi cây mã 24 trước màn hình này nhà vườn em xin giao lưu của chú anh chị mình với mức giá là 230.000. Hoành là 29. Tổng cây 64. Đế ngày này sổ 40, mã 24 230.000 nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cái mã 24 lên tiếp theo là mã 25. 25 cũng với mức giá là 230.000. 25 cây lắc rất là đẹp cô chú anh chị. Hoành cây em đo được là 26. Tổng cây là 52, đế cây này sổ là 40. 230.000 cho mã 25 nha cô chú anh chị. Rồi, em lên tiếp theo là mã 26 ạ.
6 các cây rất là to luôn. Cây này 250.000. 26 250.000 nha cô chú anh chị ơi. Hoành là 27 ạ. À. Tổng chiều cao cây này em đo được 77. Đới của cây này sổ là 50. Cái này rất là ok, 250.000 cho mã 26. Tiếp theo là mã 27. 27 này em xin giao lưu là 120.000. Có thẹo đây chút xíu nè cô chú anh chị, 120.000 cho cô chú anh chị về tập chơi nha. Hoành 25. Tổng cây là 55, đế cây này sổ 40. 120.000 cho mã 27 nha cô chú anh chị. Rồi, lên tiếp tục mã 28. Oh. 28 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 250.000. Hoành cây em đo được là 23. Tổng cao là 70, đế sổ 40, cây rất là ok luôn, 250.000 cho mã 28. Rồi, tiếp theo là mã 29, cây đổ. 29 này em xin giao lưu 230.000 thôi nha cô chú anh chị, 230.000 cho mã 29. Đổ tay cành rất là ok luôn, 230 cô chú anh chị. Hoành 19. Tổng cao 66, đế cao 60, 230 nha cô chú anh chị, mã 29 một cây thác đổ nha. Rồi, tiếp theo mã 30 cũng là cây đổ, cây này 180.000 nha cô chú anh chị, 180. Hoành 22. Tổng cây em đo được là 59, đới cây này sổ là 45, 30 180, một cây thác đổ bả 30 180.000. Tiếp theo là mã 31 150.000. Hoành em đo là 23, tổng cây em đo được là 65, đới cây này sổ là 39. Mã 31 nha cô chú anh chị, 150.000. Rồi, tiếp theo là mã 32. 32 này em xin giao luôn là 180.000. Hoành là 20, tổng cây là 57, đế cây này cao 40, 180.000 cho mã 32. Rồi, tiếp theo là mã 33. 33 là cây song thân. 33 này em xin giao lưu 230.000. 33 này hai cây hoành đều nha quý anh chị, em đo một thân thôi nha, một thân thôi. Hoành 19, hai cây là đều 19 nha cô chú anh chị. Tổng cây 57. Đế cao 37, cây này em xin giao lưu với 1,37 không nào, đo kỹ lại coi. 45 nữa cô chú anh chị, đế cao tới 45 lần kia cô chú anh chị. 230.000 cho mã 33. Rồi, xuống mã 33 lên tiếp tục mã 34. 34 một cây phơm cao một gửi, cây này lực cô chú anh chị ơi. Cây này quá phơi luôn. Cây này rất ok, giá chỉ có 300.000 thôi nha cô chú anh chị. 300.000 em bao phí ship tới nhà luôn. Hoành ngay cổ em đo là 30. Tổng cây em đo được là 1m3. Đế cây này sổ là 36, 300.000. Mã 34 300.000. Cây này cô chú anh chị về nó hơi lắc vậy nè. Đó như vậy nè cô chú anh chị. Thới cây y vậy luôn nha. Đó. 300.000. Rồi, tiếp theo em lên tiếp theo. Mã 35. 35 này em xin giao lưu là 140.000. Hoành 16. Tổng cây là 63. Đế cây này sổ 49, mã 35. 140.000. Tiếp theo là mã 36. 36 170.000, 36 170. Hoành 20, hoành 17. Tổng cao là 64, đế cây này cao được là 44, mã 36 nha cô chú anh chị. 170.000. Rồi, lên tiếp tục là mã 37.
37 này em xin giao lưu là 160.000. Vành 16. Tổng cây em đo được là 74, đế cây này cao là 46. 37 160.000. Xuống mở 37 lên tiếp tục mở 38. 38 này em xin giao lưu cho cô chú anh chị với mức giá là 140.000. Vành 21. Tổng cao là 60. Đế sổ là 47. 140.000. Mã 38. Rồi, xuống 38 lên tiếp theo là mã 39 ạ. Mã 39 này em xin giao lưu của chính trị với mức giá là 180.000. Hoành em đo được là 23. Tổng cây là 65. Đế cây này sổ 50. 180.000 cho mã 39 nha cô chú anh chị. Rồi, xuống mã 39 thì em lên tiếp tục là mã 40. Này em xin giao lưu của chú anh chị là 350.000 nha. 40 350. Hoành 30. Tổng cao là 77. Đế sổ là 47, 350.000 cho mã 40. Rồi mã 40 cũng là mã kết thúc clip này. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn em. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Vinh Trần. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình những clip tới ạ.